Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hổng rải á, thì mình đã quên mất một điều ấy, là mình có đem Strider, kẻ sải bước, qua bên thế giới thường rồi. Thế nhưng mà hiện tại mình chưa có dẫn Strider đi tới bất kỳ cái nơi nào đó đàng hoàng, mà mình còn để hình như là 3 Strider thì phải, ở ngay một cái lỗ gần cánh cổng địa ngục của mình nè. Ở đây, chính xác luôn. Nhìn gung bần bật, nhìn tội nghiệp thiệt á chứ. Thôi được rồi, bữa nay thì mình sẽ mang Strider đi tới một cái nơi khác, và cũng như để làm một cái thành tựu trong đây luôn. Khá là hay. Đó chính là cưỡi Strider, và cũng như là cưỡi Strider đi một đoạn đường thiệt là dài. Được á, mình cũng có một cái ý tưởng cũng khá là thú vị dành cho Strider đây. Giờ thì chắc mình sẽ dắt Strider trước đi. Mình sẽ cần những cọng dây á, 3 cọng. Rồi đi thôi, đi thôi. Đi tới nơi mới nè. Tạm thời thì mình sẽ để Strider ở đây, để mình đi múc nhum nham cái đã. Rồi mình sẽ bắt đầu làm một cái chỗ để cho Strider có thể thể hiện được cái khả năng của mình. Ừ, ở đây nó có cái hồ nhum nham mà nó gây ra một cái vụ cháy rừng nè. Nguy hiểm thiệt cái chứ. Thôi mình sẽ múc sạch cái chỗ nhum nham này luôn. Sẵn tiện mình đang cần nhum nham nè. À, Reaper. Thì ra ngươi muốn tắm nhum nham đúng không? Ý tưởng ban đầu của mình là mình sẽ làm kiểu như là một cái đường đua dành cho Strider vậy. Còn đua với ai thì một xíu mình sẽ tiết lộ. Và cái đường đua đó thì sẽ đặt ở khoảng này đi, từ đằng này dài lại khúc đằng kia, vì mình thấy khu vực này nó còn rất là trống rồi. Mà trước tiên thì cần phải xây thêm một cái lớp đất ở dưới rồi. Tại dưới này toàn là nước không à, nên là mình phải xây một lớp đất thì mới có thể đặt nhung nham xuống, và nó không có biến thành cái hắc diệm thạch được. Ý. Ủa, con nào phóng đinh ba mình vậy? Ủa? Trời, nó phóng đinh ba mình. Con này láo, giang hồ biển này. Ấy. Con giang hồ sông này. Người hồi bị láo rồi đó. Hèn gì mình mình thấy có gì đó sai sai à. Chắc cũng đủ dài đó, để mình đào lại đằng kia coi. Coi coi nó dài được bao nhiêu rồi. Oh, cũng tương đối đấy. Cái đường đua này hơi bị dài rồi đó nha. Hợp lý. Và để kiểu như mình xây thêm một cái đường bên đây nữa đi, để cho Strider tiện thể hiện hơn. Chứ có một ô nhỏ quá, chạy đua không có đã. Rồi, tiếp theo thì chỉ cần đổ nhung nham vào thôi. Sau khi đã có được cái đường dành cho Strider thì bây giờ mình sẽ làm thêm một cái đường nữa cho đối thủ của Strider ở cạnh bên luôn. Nếu ở đây thì mình sẽ làm cái đường cho đối thủ Strider đâu đó ngay đây nè. Chịu khó xây bằng cái gỗ hàng rào, gỗ kỳ dị đi. Tuy nó không có được đẹp cho lắm á, nhưng mà ít ra nó sẽ không có bị cháy. Xong rồi đó. Và cái đích thì mình sẽ làm cái chỗ kiểu như coi ai tới đích trước luôn. Mình sẽ làm một cái giống như là cái đích tới ở đâu đó ngay đây đi. Rồi bắt đầu làm cái lá cờ của cái chỗ tới đích nè. Mình thấy trong mấy cái giải đua xe người ta hay dùng lá cờ màu này, nên mình làm theo thôi. Hy vọng là nó sẽ giống. Rồi, mình đã xong cái chỗ lá cờ rồi. Ngắm lại coi. Wow, giống nha. Rồi mình sẽ xây nói lên cho nó cao lên tí. Lại méo. Ủa, có gà mình xây nó cứ bị hay bị méo hết ta. Giờ thì hết méo rồi đó. Nhưng mà bây giờ ban ngày thì đối thủ của Strider bữa nay không có tham chiến được rồi, tham gia được rồi. Đợi xíu đi, đợi xíu trời tối cái mình dẫn đối thủ của Strider lại. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ rào lại luôn ở bên đây đi, cho nó chắc cú luôn. Kẻo đối thủ kiểu như rén quá cái bỏ cuộc thì không hay. Công tác chuẩn bị đường đua rồi các thứ đã xong xuôi hết rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đưa Strider vào cái cuộc đua ngày hôm nay thôi. Mình sẽ chọn một thôi chứ không có đưa cả ba được. Thế nên tạm thời mình sẽ buộc hai trước đi. Mình sẽ đưa Strider này vào trong. Chuẩn bị nha. Chân dài như vậy mà chạy không lại là hơi buồn á. Đi vô đây. Đúng rồi, vô đây đi. Đi vô. Một xíu là hết gung mà. Bây giờ chưa có kiểu như là nhung nham cái là gung gung thôi, chứ hồi có nhung nham là mặt lại bừng đỏ lên thôi. Nè, cho lấy vía nha.
Đó, đó vô đó chơi xíu đi. Đấy. Lên vô nhung nham cái là em người lại đỏ lại liền. Rồi, xuống gió xíu thôi. Lên đây, lên đây. Tí đua rồi, rồi cho xuống tiếp. Và tạm thời mình sẽ đóng cái cửa này lại. Chưa, khoan khoan. Theo như trí nhớ mình là trong làng này có một cái bé dân làng đần đúng không ta? Ủa đúng không vậy? Dân làng ngủ hết trơn rồi, xếp hàng ngủ hết rồi nè. Ủa không có dân làng đần hả? Ủa sao mình nhớ hôm bữa mình gặp có một bé dân làng đần ta? Có bên này không? Ủa không có à? Ồ may thế. Tưởng đâu có dân làng đần mình dẫn vô cuộc đua đó luôn. Thôi mình sẽ chọn ngẫu nhiên đi các bác này đi. Đây đi. Đi đi bác ơi, đi bác ơi, đi đua, đi đua, đi đua. Đi chạy đua, đi chạy đua. Ngủ nghe gì? Thức dậy đi, mình chạy đua xong về ngủ. Sống như về ngủ, còn còn không thì ngủ giấc ngủ ngàn thu. Really, nigga? Đây, vị trí của dân làng là sẽ đứng ngang mình. Đó là ở trong này. Đủ nhét cái giường không ta? Không đủ nhét cái giường. Mình có cách dụ dân làng rồi. Mình sẽ đặt cái giường ở đây. Rồi mở cổng ra cho dân làng đi vô trong đó để đi ngủ. À, đi đi đi, đó 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 đó, biết ngay mà. Như vậy thì mình đã có được một cái thí sinh bất đắc dĩ rồi. Tiếp theo là hay là mình bắt cái thanh niên này luôn ta? Bắt luôn thanh niên này được không? Mình thấy cái thanh niên này chắc chạy không có nhanh đâu. Mình định chọn một cái thanh niên khác cơ. À đây rồi, đây rồi. Thí sinh đây rồi, thí sinh đó đây rồi. Mình cần tuyển một nhóc zombie baby. Giống như vậy nè. Ấy dù. Trời ơi, thí sinh bị trọng thương rồi. Nhưng mà chắc còn chạy nhanh lắm. Nè. Cái đôi chân vẫn còn rất là thon thắt nè. Được được, đi đi đi, vô đây vô đây. Cho Baby Zombie tham gia cái cuộc đua gì ta? Làng sói. Cuộc đua làng sói mở rộng. Giải ao làng đấy. Đi nào, đi nào. Vô vị trí luôn. Ra vô đây, đúng rồi, đúng rồi. Đó, hợp tác tốt á. Rồi rồi, chuẩn bị chưa? Các bạn đã chuẩn bị cho cái cuộc đua giữa mình Strider đối đầu với dân làng và thầy ma Baby kìa. Ai sẽ là người chiến thắng? Kết quả sẽ có trong ít phút. Còn bây giờ thì để mình đi lấy cái yên để cưỡi cái đó. Nhưng mà khoan, mình phải tính tới chuyện xua gũi. Ơ cái gì đây? Nữa. Nó cầm đinh ba nó chọi lên đây tới đây luôn nè. Láo thiệt chứ. Con này. Thì ra ngươi chọn cái chết. Được rồi. Mình sẽ cho nó biết như thế nào là lễ hội. Này thì láo. Quýnh cho he, lên bờ xuống ruộng luôn. Tụi nó phóng cơ. Chu choa. Bấy nhầy đất luôn. Và mình cũng tính tới cái trường hợp là kiểu mình xui xui á, mình chạy không lại thì sao? Mình và Strider đua không lại á. Hay là bây giờ mình thủ sẵn cái lọ thuốc tốc độ ta. Mình nhắm mình bị dẫn xa quá cái mình chọi cái thuốc tốc độ cái lẽ bứt tốc và về trước liền. Ok. Ê. Ngoài thuốc tốc độ hay là mình làm thêm thuốc làm chậm ta? Nhỡ mà mình bị dẫn cái mình chọi thuốc làm chậm vô cái địch. Tuy mình chạy không nhanh nhưng mà mình có biện pháp kiểu như khiến cái địch cũng chạy không nhanh giống mình mà. Ý kiến hay. Thôi được rồi, giờ thì mình sẽ làm thuốc tốc độ cho mình trước. Thuốc tốc độ của mình đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái thuốc làm chậm cái đã. Đây đây, giảm 15 hả? À, sao ta? Ok, cho nó giảm thành x2 đi. Hình như là ở chậm rãi cấp độ 2 á thì giảm tới 30% tốc độ di chuyển luôn á. Rất là tốt luôn. Còn bên đây thuốc tốc độ của mình đã nấu thành cái loại có thể ném được rồi. Hơi bị ok luôn á. Rồi bên đây coi. Coi chậm rãi 2 là giảm bao nhiêu phần trăm tốc độ. Ông phải chậm rãi 2 đâu mà chậm rãi cấp độ 4 lận. Tới số rồi. Thử ngon dẫn trước mình đi là ăn nguyên cái bình thuốc làm chậm liền cho xem. Đồ nghề đã xong rồi đấy. Giờ thì đưa thôi, đưa thôi. Và các bạn cũng biết là nên bắt ai rồi đấy. Cuộc đua này là mình hơi bị nắm tỷ lệ cao là chiến thắng đó nha. Mình cũng khá là tự tin sau khi có thêm đồ nghề nữa. Rồi, lên đường nào. Là đây vuốt vuốt Strider lấy vía coi. Lấy vía may mắn nha. Búp tinh thần nha. Rồi, let's go.
Đầu tiên là mình sẽ làm cái thành tựu cưỡi Strider trước đây. Đúng không ta? Được chưa? Ý quên mất. Muốn cưỡi được Strider thì mình phải có cái cần câu mà nó móc cái nấm kỳ dị vô á. Hèn gì mình thấy thiếu thiếu. Mình còn thiếu một cái đồ nghề nữa. Đây tới đây. Mình sẽ móc cái cần câu, móc cái nấm vô cái cần câu giống như vậy. Đấy, được cần câu nấm kỳ dị. Rồi giờ là mới chính thức là có thể cưỡi được Strider á. À, nhưng mà hình như okay, giờ thì mình sẽ tranh thủ mình test đường trước đây. Mình sẽ test cưỡi Strider trên cái đường này trước cái đã. Ok, không biết là có hoàn thành được cái thành tựu hay không. Được không? Vừa tới đích là cũng là lúc mình hoàn thành được cái thành tựu. Cảm giác như ở nhà luôn. Quá đã. Rồi tiếp theo là cái này hình như mình phải... À, mình tăng tốc cho Strider được nè. Mình chỉ cần mình dùng cái cần câu nấm này là có thể tăng tốc cho Strider luôn. Nhanh chứ kìa. Ôi, như vậy thì mình tính ra mình không cần dùng đồ hỗ trợ luôn á. Nhưng mà có đồ hỗ trợ thì chắc sẽ vui hơn ấy. Mình nghĩ vậy. Rồi, mình và Strider đã quen đường rồi đó nha. Và nhóc Strider của mình chạy cũng rất là nhanh nữa. Mình tin tưởng vào em. Rồi, một xíu là chấp bác chân làng một cây cột điện luôn. Giờ chơi là chơi chấp luôn. Nhưng mà phải đợi thêm một hôm nữa để mình kiếm thêm một cái thí sinh cho vô đây ha. Rồi, cuộc đua mới bắt đầu được. Cuộc đua này nó hơi bị delay một xíu. Hy vọng các khán giả thông cảm một tí nhá. Ê, tranh thủ lúc trời đang mưa mà có sấm sét đồ nè. Mình sẽ dẫn một bò nấm ra bên ngoài để mình làm cái này. Mình sẽ tạo thành bò nấm nâu. Mình có cách để tạo thành bò nấm nâu rồi. Ra ngoài cái cưng. Ra ngoài đây. Vì cây đinh ba của mình là cây đinh ba có dòng chớp điện ấy. Nên là khi phóng thì có thể tạo ra được những cái tia sét các thứ đồ. Đấy. Giờ thì mình sẽ hy sinh gà đi. Gà thông cảm nha, tại vì cái này gần cần phải chọn chọi chúng thì mới phát ra tia sét được. Đấy. Rồi. Nhờ sự hy sinh của gà thì mình đã có thể tạo ra được tia sét đánh vào bò nấm đỏ. Và bây giờ mình đã biến bò nấm đỏ thành bò nấm nâu rồi nè. Nhìn rất là lạ luôn. Được thật sự. Rồi, dắt vô trong hay là mình treo lên trên kia luôn ta. Tại bên kia mình thấy có một mình cừu chép lơ lửng hả? Thấy cũng khá là cô đơn á. Thôi được rồi. Chắc bữa nay mình sẽ cho cừu chép có bạn để kiểu như trò chuyện các thứ đâu. Ui, đằng kia mới đánh xuống kìa, dưới đất kìa. Ui may quá, mình che mấy bác dân làng là hết trơn rồi. Chứ không thôi nhiều khi đánh trúng dân làng một phát một lần cái bác dân làng thành phù thủy luôn ấy. Ây. Ui, Phantom. Quá nhiều Phantom luôn. Nhưng mà mình có mèo ở đây bảo vệ nên là mình không sợ bị Phantom cắn nè. Lợi ích của việc nuôi mèo nhiều là vậy á. Bị Phantom kiểu như canh me canh chua vẫn không có bị sợ tấn công ha. Không uổng công mình lặn lội đường xa để mình dẫn những cái nhóc mèo này về. Rồi, mình hạ gần hết rồi. Ok, quét sạch đàn Phantom rồi. Giờ thì treo nốt bò nấm lên là chúng ta tiếp tục công việc được rồi đó. Hơi gung nha, giờ mà chỉ cần ha, sơ hở một chút xíu thôi là bò đi liền á. Rồi, mình sẽ buộc bò qua đây. Ok. Rồi, xong phim. Giờ thì cụ chép đã đỡ cô đơn hơn rồi nha. Giờ có bạn bò nấm và bầu bạn rồi đấy. Thích chưa? Rồi, ok. Ui, trời tối luôn rồi. Vừa kịp lúc, mình sẽ đi tìm thêm thí sinh cho cuộc đua ao làng ở làng sói của mình thôi. Lẹ nào, khán giả đang đợi nè. Vô vị trí lẹ. Vô đây. Rồi, ok. Rồi đó đi. Xong, các bạn đã sẵn sàng chưa? Cuộc đua sắp bắt đầu rồi.
Hy vọng mình và Strider sẽ đạt các kết quả tốt nhất. Bây giờ thì chuẩn bị cho dân làng đi trước nè, tại vì mình chấp trước một cây cột điện mà, như mà lại mình đã nói. Rồi. Ok, let's go. Mình chấp trước một cây cột điện nhưng mà mình vẫn thắng nè. Trời ơi, non vậy. Mình tới đây mình chặn đường thí sinh này lại cái đó, để mình kiểu như làm lại một cuộc đua lại mới được. Cuộc đua đầu tiên mình và Strider đã giành chiến thắng rồi. Ui, thanh niên kia cũng muốn tham gia hả gì ạ? À được, muốn thì cho vô tham gia luôn. Mình và Strider có vẻ là out trình rồi. Ôi giời ơi, chấp hẳn một cây cột điện luôn rồi đó mà không có chạy lại. Thôi được rồi, giờ chấp thêm tốc độ luôn. Để mình dẫn Strider ra đây cái đó. Mình chọn thuốc tốc độ vô zombie với cả dân làng, để cho chạy nhanh nhanh lên xíu coi chứ. Chạy như vậy là hết khói của mình với Strider là no bụng luôn á. Rồi 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 rồi, có tốc độ đó. Vô chuẩn bị cho màn 2 cánh 1 nè. Kèo đua giữa mình, dân làng và zombie chuẩn bị. Bắt đầu. Đi. Cho dân làng nhanh đi. Lê. Cái gì mà nhanh vậy? What the heck? Oh my god. U là chơi. Ôi như vậy thì không được rồi. Mình búp hơi quá rồi. Ok, cuộc đua kết thúc. Cái này là chỉ chơi ăn chè thôi. Dán trước mới là chơi ăn thiệt. Cái dán vừa rồi là chơi ăn chè nha. Mình vẫn giành được chiếc cúp ao làng ấy. Cho nghỉ mẹ một đi. Mà các bạn có thấy là zombie với dân làng chạy đúng điều không? Nhất là dân làng nè. Trời đất ơi, trời, cái thuốc tốc độ vô chạy y như là The Flash vậy đó. Chạy cho mình thích khối luôn mà. Ghê thiệt sự. Ok, thôi, được rồi, đủ rồi. Nè, nghỉ mệt đi. Bữa nay là chạy hơi bị dữ á nha. Bác là chắc là chạy nhanh nhất cái làng ở bên kia đó. Mình cũng đi về ngủ thôi. Tiếp theo cũng là một cái công việc mà nó liên quan tới một sinh vật cũng sống ở dưới địa ngục giống như Strider. Đấy chính là cái con Ghast. Mình có một cái thành tựu, đấy chính là tiêu diệt con Ghast ở bên thế giới thường của mình. Nó có tên là đồng minh thật không dễ dàng. Cái này thấy vậy thôi chứ làm cũng rất là khó đấy. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải kiểm tra coi mình còn hắc diệm thạch không cái đã. Để mình còn xây một cái cánh cổng địa ngục bự. Phải bự thì mới có thể nhét được Ghast qua bên thế giới thường của mình. Để xem coi. Mình nghĩ là còn á, lần trước mình nhớ là vậy. Đúng rồi, còn quá trời luôn nè. Và cái chỗ để mình kêu Ghast ra thì dự kiến là mình sẽ kêu ra ở trên của cái nóc lò nung mình luôn nè. Kiểu như mình tính dùng Ghast để trang trí cho khu vực lò nung này ấy. Nhưng mà đó là công việc của một lúc sau đi. Giờ thì để làm thành tựu này chắc mình sẽ gọi Ghast ra ở bên... Bên nào trống vậy ta? À đây, ngay đây đi. Ngay đây trống nè. Tiêu diệt Ghast ngay đây chắc là ok luôn. Tiếp theo là kích hoạt và đi qua bên địa ngục thôi. Hy vọng là xuất hiện ngay cái vùng cát linh hồn thì càng tuyệt vời luôn á. Chỗ đó thì mình sẽ dễ tìm Ghast hơn. Ấy, thiệt. Mình xuất hiện ngay cái vùng cát linh hồn thiệt. Rồi luôn. Mình đã có được một cái cánh cổng cũng bự không kém ở bên thế giới thường của mình rồi. Kích hoạt lên cái đã. Giờ thì xách thêm đồ nghề và đi tìm Ghast thôi. Để xem coi bữa nay mình sẽ bắt được mấy Ghast qua bên thế giới thường của mình nha. Ôi, nhưng mà cái chỗ của mình nó hơi cao. À, khó à nha. Cao là cả một vấn đề đấy. Ui, hai Ghast luôn kìa. Ây da. Ui, lỡ tay rồi. Đúng rồi. Tự thân vận động đi Ghast. Tự bay mà lên trển đi. Ôi, không được rồi, chắc mình phải dùng biện pháp nghiệp vụ à. Giật vậy mà hút kìa. Trời đất ơi. Từ từ. Chậm mà chắc. Không có gì phải vò hết. Chậm mà chắc. Một cái nữa thôi.
giật hụt hai lần rồi. Nhưng mà không sao, còn thở là còn gỡ. Kéo quyết định. Một cái nữa thôi. À, bê cần câu. Trời. Ôi đổi cách đi, cách kia khó quá. Mình lên trên đây mình... Ây da. Mình lên trên đây mình làm cái cánh cổng khác cũng được. Không có sao hết, mình có nhiều khắc diệm thạch mà. Lên đây nhiều khi còn dễ tìm được cái... con gát hơn á. Rồi, và để cho con gát nó xuất hiện thì mình sẽ làm một cái phần sàn bằng những cái netherrack đây nè. Theo như mình biết là vậy, không biết là nó có hiệu quả hay không. Mình sẽ thử. Ủa bé heo. Ủa sao bé heo lạc trôi qua đây rồi. Trời đất ơi, heo ơi là heo. Đi về giùm anh cái. Hết bò lạc, bây giờ tới heo lạc nữa. Cuối cùng thì cũng có gáp đầu tiên. Ây da. Nhưng mà cái việc khó ở đây là phải kéo gáp vô trong đây cái đã. Xuống đây. Không có đi đâu hết. Ngồi lại đây. Một xíu nữa. Một tí nữa. Yes. Cuối cùng thì tới bây giờ mình mới có thể đưa gáp về bên thế giới thường. Chuẩn bị nha. Qua ông bển là mình sẽ sửa bắn gát liền. Ây da. Ouch. Coi gát không giữ chứ kìa. Này thì không giữ. Chỉ có đúng một cái thành tựu này thôi mà sao quần xong quần. Cá búi trời. Mệt mỏi thật sự. Rồi đồ rơi ra đâu rồi? Đây, nếu mà gát đây. Yes. Vậy là mình đã có cách để đưa gát về nhà kiểu cho đơn giản hơn rồi. Là mình lên cái trần địa ngục á. Rồi mình xây một cái cánh cổng ở trên đó và đặt những cái netherrack thì... Tuy AFK hơi lâu một xíu thôi nhưng mà ít ra thì mình cũng... Dễ đưa gát về hơn là so với cái việc là mình sẽ móc gát theo cách thủ công ở địa ngục thông thường ấy. Áp dụng cách đó thì mình dự tính là sẽ đưa thêm một nhóc gát khác về thế giới thường. Và mình sẽ cho gát ở trên... nóc của cái chỗ nấu đồ tự động của mình luôn. Để trang trí cho khu vực này. Tại vì khu vực này ở phía trên nó còn rất là trống đây. Trang trí bằng gas luôn nha. Hơi bị xịn. Lần này là có kinh nghiệm đầy mình rồi. Hơi bị chuyên nghiệp luôn. Tiếp tục. Ôi chắc mình sẽ kéo đường vòng đi. Kéo qua đây. Qua đây. Rồi kích hoạt cánh cổng lên cái. Xuống đây cưng. À, dám phá hủy cổng hả? Này thì phá hủy cổng. Có kinh nghiệm cái làm một phát ăn luôn rồi. Rồi giờ thì mình sẽ qua bên đấy để chuồn thôi. Ây da. Gạch bắn. Ui vừa qua một phát gạch bắn mình liền à. Nguy hiểm thiệt. Rồi và một việc không thể thiếu đó chính là đặt tên cho gas. Kẻo gas sẽ bị despawn mất. Giờ vô trong đặt tên nó cũng hơi áp lực nè. Đó, thấy chưa? Mới vô cái là tung chưởng mình liền. Mình đặt là gas tính nóng như kem á. Rồi các bạn cũng hiểu cái tính của gas như thế nào đó. Và để đảm bảo là gas không có kiểu như quay về địa ngục thì mình sẽ đập luôn cái cánh cổng này. Yeah, chính thức là gáp đã nằm gọn trong cái lồng kính mà mình xây rồi. Tiệt cứu mèo. Ý. Mình lại có thêm một cái thú vui mới rồi. Chọc qua đành là xưa rồi. Bây giờ là người ta chuyển sang mô đen là chọc gáp nó mới vui. Ý. À thôi, không chọc nữa đâu. Chọc hồi bắn thẳng vô mồm mình là toan luôn á. Rồi, và như vậy thì mình cũng đã xong luôn cái phần thành tựu là đồng minh thật không dễ dàng rồi. Nói chung thì cái thành tựu này cũng là một trong những thành tựu mà mình đánh giá là khá là khó để thực hiện ấy. Và ở một cái góc nhìn từ xa thì nhìn cái lò nung mình cũng khá là hay ha. Tại vì phía trên có gác nhúc nhích kìa. Đã chưa. Chắc sắp tới mình phải gán kiếm thêm vài gác nữa. Mình nhét ở trên lò nung thì sẽ rất là đẹp á. Mình nghĩ vậy.
Hồi nãy á, có chế tạo thuốc các thứ. Thành thử ra mình thấy có một cái thành tựu nó cũng liên quan tới việc chế tạo thuốc này mà mình chưa có thực hiện. Đấy là thành tựu một ly cocktail nguy hiểm. Vậy nên bây giờ mình sẽ gom gom coi mình có đủ số lượng thuốc để mình làm cái hiệu cái thành tựu này hay không đây. Mình đã có kháng lửa rồi nè. Trong ba lô của mình thì có thuốc yếu đuối. Hồi nãy thì có chế tạo được thuốc làm chậm và cả thuốc tốc độ. Mà tốc độ thì cũng không cần lắm đâu, tại vì đằng cái chỗ trung tâm ấy, mình có một cái đèn hiệu và nó cho mình hiệu ứng tốc độ này, rồi hình như còn cho hồi phục nữa và cả kháng cự luôn. Ê, nhảy cao nữa. Vậy là mình đã có được tới tận là 4 cái hiệu ứng. Bây giờ công việc đơn giản của mình là mình sẽ đi ngồi câu cá một xíu để mình kiếm cá nóc, để mình làm thêm thuốc thở dưới nước nè. Mình còn đang thiếu loại thuốc đó. Rồi, có được nó rồi. Mình sẽ cho cá nóc vào để chuẩn bị làm ra thuốc thở dưới nước nè. Bên đây thì mình đang nấu một ít cái thuốc kỳ quặc để mình chuẩn bị làm thuốc nhìn trong bóng tối. Mình chỉ làm 2 bình thôi, tại vì một bình mình sẽ làm thuốc nhìn trong bóng tối, còn một bình thì mình sẽ làm thành thuốc tàng hình luôn. Một công đôi chuyện. Rồi, và thuốc thở dưới nước đã có đó nè. Ok là bên đây thì đã có thuốc nhìn trong bóng tối. Giờ thì mình cần phải cho thêm một cái mắt nhện lên men vào là đã có được thuốc tàng hình rồi. Giờ mình còn thiếu thuốc gì ta? Hình như là còn thiếu thuốc độc nè. Thuốc độc thì dễ rồi, mình chỉ cần dục vô đây một cái mắt nhện là có thể bào chế ra được loại thuốc có độc tương đối ổn rồi đó. Rồi xong. Hồi nãy mình còn chợt nhớ ra là mình còn thiếu hiệu ứng sức mạnh. Thế nên là mình sẽ qua bên cái chỗ đèn hiệu này để mình lấy thêm một cái hiệu ứng sức mạnh nữa là ổn áp luôn á. Giờ thì thử nha, mình sẽ thử làm cái thành tựu một ly cocktail nguy hiểm coi. Mình sẽ chọn hiệu ứng sức mạnh. Ok, lấy sức mạnh 1 thôi. Được chưa? Hiện tại là có nhảy cao, tốc độ, sức mạnh, kháng cự, hồi phục. Ok. Và mình sẽ đem hết cái lượng thuốc mà nãy giờ mình chế tạo ra ngoài luôn, để mình dùng chung một thể đấy. Hy vọng là đủ hết hiệu ứng nha. Để mình check lại cái nữa cho chắc nè. Thấy chưa, may mà mình check lại một cái. Mình còn thiếu một cái hiệu ứng gơi chậm. Suýt nữa thì toang rồi. Hiệu ứng gơi chậm đó thì mình sẽ cần tới cái màng da của con Phantom. Ủa, cái da nó mình dục ở đâu ta? Đây, da của nó đây. Mình cần đúng một màng thôi. Rồi, xong luôn. Có được thuốc gơi chậm rồi. Giờ mới chính thức là đủ tất cả các hiệu ứng nè. Qua bên đấy và trải nghiệm cảm giác cực phê này thôi. Cái này mình không khuyến khích đâu nha. Lâu lâu mình làm một lần thôi, chứ làm nhiều là nó bị ghiền á. Rồi, đầu tiên là mình sẽ quăng thuốc trước đi. Cái này quăng được nè. Vô. Rồi sau đó là nóc. Nóc. Nóc lịa vô. Rồi quăng. Nóc xong rồi quăng. Rồi nóc tiếp. Nóc thêm một lần nữa. Và nóc cái cuối nè. Tên tên. Rồi luôn. Giờ vừa tàng hình mà vừa đi chậm nữa. Nhưng mà ít ra thì mình cũng hoàn thành được xong cái thành tựu một ly cocktail nguy hiểm rồi. Wow, quá là đã luôn. Ôi, bây giờ mình gơi kiểu slow motion nè. Uầy, coi mình gơi nè. Ê, mình đứng yên trên không luôn cơ. Wow. Uầy, đó giờ các bạn có bị tình trạng giống như mình bao giờ chưa? Con kia đi ra chỗ khác. Chỗ người ta đang bay lắc nha. Lâu lắm rồi mới trải nghiệm được cảm giác này. Mình bay xuyên người dâm bay luôn nè. Ấy dù, cái này hơi nhạy cảm đó. Đỡ làm mà mình làm cho sạch hết mấy cái nhiệm vụ bên thế giới địa ngục luôn đi. Và mình còn một cái thành tựu nó liên quan tới cái cục hồi sinh á. Cục đó thì mình rất là ít khi dùng luôn. Và hầu như là mình không dùng được trong cái chế độ siêu khó này đâu. Tại vì mình ngẫm một phát là mình đi luôn rồi. Mình đi chơi map khác luôn rồi. Lấy đâu mà dùng. Ôi mà mình nhớ ở đây có cái chỗ tàn tích cổng địa ngục mà ta. À đây, nó bên đây. Có hát dùm thạch khóc không? Yêu, cái này nó không có hát dùm thạch khóc rồi. Ôi, ở đây có cái tàn tích cổng địa ngục khác. Vẫn không có cái...
cái hắc diêm thạch khóc ta. Đây rồi, cuối cùng cũng gặp. Lần này là hai cục luôn nha. Đã chưa, đã chưa. Bên cạnh đó còn có cả vàng nữa nè. Ui, ui ông đi ra đi. Trời ơi, một hồi thành ông nướng bây giờ ở đây nhung nham không đấy. Nguy hiểm lắm. Rồi, lấy thêm vàng về nữa. Và không quên kiểm tra rương xem coi không có táo vàng. Ở đây có thêm một cục hắc diêm thạch khóc nữa nè. Ok, có còn đỡ hơn không. Và thêm một trái táo vàng thường nữa. Mấy cục đây? Ở đây ba cục luôn. Dạo to. Đủ rồi, đủ rồi, đủ KPI rồi. Mình cần 6 cục á. Và cái này nó đã đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Thơm luôn. Đồ nữa nè. Ê, tốt tốt nha, một trái táo vàng cường hóa. Bây giờ công việc còn lại của mình là qua địa ngục và làm nốt mấy cái thành tựu còn lại thôi. Đầu tiên thì như mình đã đề cập hồi nãy, mình sẽ chế tạo cái khối neo hồi sinh gì đó. Và nó cần thêm những cái đá phát sáng nữa. Mình sẽ xuống đây đào ba cái đá phát sáng rồi chế ra thôi. Đây, nó đây. Và mình cần phải nạp vô vài cái cục đá phát sáng để cho nó ghi điểm hay sao á. Cái gì gắt? Ây da, nguy hiểm vậy. Rồi, mình sẽ nạp mấy cái neo hồi sinh vô. Đó, và bây giờ mình đã đánh dấu cái điểm hồi sinh của mình ở đây rồi. Ồ, cái hiệu ứng nó đẹp ghê á. Mình đập ra được không? Ồ, mình lấy mang về được luôn. Ồ, nhưng mà khi mình đập thì những cái đá phát sáng mà mình cho vào nó đều mất hết rồi. 1, 2, 3, 4. Đấy, nạp đầy thì nó mới cho mình các thành tựu. Ai sống dài hơn mèo chín kiếp. Ui ui, tí nữa là mình nhảy xuống hồ nhung nham rồi. Ui là trời. Và còn thêm một cái thành tựu nữa. Nó chỉ đơn giản là mình cần phải làm một cái cánh cổng địa ngục. Và nó giúp mình di chuyển được 7 km ở bên thế giới thường. Cái này thì mình chỉ cần bay xa xa một xíu thôi. Mình đặt một cái cánh cổng địa ngục là đẹp. Ui trời ơi, bay hồi tới đường cùng rồi. Ui là trời. Không hiểu luôn. Chắc ý trời rồi đó. Ok, đường cùng thì mình sẽ làm luôn một cái cánh cổng ở đây. Xong. Không biết có đủ 7 km hay không nè. Đủ đi, đủ đi, đủ đi. Yes. Đủ luôn. Mình đã hoàn thành được cái thành tựu bong bóng không gian. Cũng ok. Bây giờ mình sẽ quay trở lại địa ngục để mình làm nốt cái thành tựu cuối cùng thôi. Nhưng mà cái thành tựu cuối cùng này á, nó bắt buộc mình phải đào Netherite rồi. Cũng hơi căng á. Tại vì bây giờ mình đâu có đem theo TNT đâu. Cho nên là đào thì mình đào theo cách thủ công thôi. Nhưng mà lần này đỡ cái biết gì không? Là mình chỉ cần cỡ 2 vụn à. 2 vụn duy nhất là được. Nó cũng không có quá nhiều nên là mình tin là mình có thể dùng cây cúp của mình để tìm ra thôi. Đây luôn. Mấy? 2 luôn. Tính ra khá là nhanh chóng thôi, mình mới đi được có một đoạn ngắn à. Xong rồi. Về luôn, về luôn. Cái thành tựu mà nó cần một cái phôi Netherite như nãy mình nói, đó chính là cái gì quê hương ta? Hồi nãy mình đọc lướt nghe. Ôi 500 quê hương. Mình cần phải sử dụng một cái la bàn kích hoạt vào cái 500 này để nó lưu tọa độ cái nhà mình. Và khi mình cầm cái 500 đó thì mình sẽ không bao giờ bị lạc đâu. Cái này thì kiểu như cho những ai hay lạc giống như mình nè. Nhưng mà mình chơi chắc cú hơn là mình chụp hẳn tọa độ nên là khó mà lạc lắm. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy hai vụn này kết hợp với... Ồ, tính ra ở nhà còn dư hẳn 5 phôi luôn á ta. Mà không sao, kệ, mình kiếm thêm mà. Đúng rồi, mình kiếm thêm. Đầu tư các thứ để dành đồ. Cũng kinh tế, được được được. Rồi, mình sẽ lấy một cái phôi Netherite. Rồi sau đấy bay qua cái chỗ danh trại chó sói của mình. Tại vì lần trước mình xây mình còn dư khá là nhiều đá ở bên này. Đây, mình sẽ lấy mấy cái đá này ra. Cỡ 6 cục. Rồi cắt nó thành những cái cục gạch được đục giống như vậy. Yes. Cục đá 500 này mình đặt ở đâu là hợp lý ta? Mình biết rồi. Gốc cây. Gốc cây ngay chỗ đối diện người sắt nè. Đây là cái chỗ mình rất là hay ghé ngủ luôn. Đặt ngay đây.
Và như vậy trong ngày hôm nay thì sơ bộ mình đã tổ chức xong cái cuộc thi chạy đua và kết quả mình là người giành chiếc cúp vô địch của cái giải ao làng. Nhưng mà ghê nhất thì mình nghĩ vẫn là cái bát chân làng nha. Và cấp tốc độ các bạn nãy cũng thấy rồi đấy. Ngoài ra thì mình cũng có dẫn được một gas về nhà để trang trí cho cái khu vực lò nung của mình. Từ giờ thì khu vực này khá là đặc biệt luôn, vì có sự hiện diện của một sinh vật rất là ghê rợn ở dưới địa ngục. Và biết ra được trong thời gian sắp tới mình còn có thể làm được những cái thành tựu khó khăn hơn cả những cái thành tựu mà mình làm trong ngày hôm nay thì sao? Cũng có thể lắm. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.